theo bạn học bao lâu để có điểm IELTS? Câu trả lời đó là thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào bạn dựa theo định lượng số giờ và mục tiêu mà bạn mong muốn. Có thể là từ 3 đến 6 tháng, có thể là 1 năm, thậm chí là từ 5 cho tới 10 năm. Bạn có biết một bên điểm IELTS tương ứng với 300 giờ cả lý thuyết và thực hành? Như vậy, trình độ từ 0 cho tới 4.5 giao tiếp thông thường tương ứng với 800 tới 1.000 giờ học, và trình độ từ 0 cho tới 6.5 thành thạo ngôn ngữ bản địa tương ứng với 1.500 giờ học. Như vậy thì mất bao lâu để thành thạo tiếng Anh? Câu trả lời đó là nếu học theo kiểu truyền thống, một tuần 2 đến 3 buổi, mỗi buổi từ 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng thì sẽ phải mất khoảng từ 8 cho tới 10 năm. Còn nếu học theo chương trình IELTS 9.0, được học không giới hạn lên đến 11 giờ mỗi ngày, 3.500 giờ một năm, không phát sinh bất kỳ chi phí nào, thì chỉ cần tối đa là 1 năm bạn có thể hoàn thành mục tiêu. Như vậy, bạn có muốn hoàn thành mục tiêu giao tiếp tiếng Anh vẫn chỉ sau 3 tháng, hay hoàn thành mục tiêu 6.5 IELTS cộng, thành thạo ngôn ngữ bản địa chỉ trong vòng 6 tháng đến 1 năm? Hãy gọi ngay hotline của IELTS 9.0 để có điểm IELTS chỉ sau 3 tháng đến 1 năm. 0981978999. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. IELTS 9.0, the perfect place to score 9 in the IELTS test.